Sáng ngày 10 tháng 8, cấp ủy chính quyền xã Phục Chu đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã với cán bộ và nhân dân xóm Đồng Uẩn với nội dung lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Đồng Uẩn trong thời gian vừa qua. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phục Chu đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp 5 tháng cuối năm 2022. Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng xã nông thôn mới, xóm nông thôn mới kiểu mẫu xã Phục Chu năm 2022. Thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã khóa 26, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, trong sản xuất vụ xuân, xã Phục Chu đã gieo cấy lúa đạt 150 trên 150 ha, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 365 tấn, đạt 66,4% kế hoạch, bằng 100,3% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp ước đạt 6,5 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt trên 2,3 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch. Công tác văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường, an ninh chính trị cũng luôn được quan tâm thực hiện. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo xã Phục Chu đã lắng nghe những ý kiến phản ánh của nhân dân. Các ý kiến kiến nghị có nội dung liên quan đến xây dựng các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu như khảo sát xây dựng các điểm tránh xe ô tô tại các xóm, cải tạo nâng cấp, xây đập, kênh mương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ xi măng, xây dựng kè tả ly mương để chống xói lở. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo xã Phục Chu đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đã được lãnh đạo xã tiếp thu, trả lời trực tiếp tại cuộc đối thoại.